Xin chào tất cả anh em đam mê nuôi ong nhé. Hôm nay em lại xin chia sẻ tới anh em một chút kinh nghiệm làm mú chúa. Thì muốn làm được mú chúa, một cầu mú chúa thì trước tiên là anh em phải chuẩn bị sẵn cho mình một cái thang chúa này. Cái này gọi cái thang chúa đây. Cái thang này là để gắn những cái mú chúa ở đây, những cái nốt em gắn trước này, những cái lốt em làm từ trước này. Đấy. Thì cái này là để chúng ta dán một cái đế mũ vào đây. Đấy. Tiếp theo là chúng ta cần phải chuẩn bị một cái kim di trùng này. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải có một cái quản chúa này. Đấy, một cái quản chúa. Và anh em chuẩn bị cho mình một cái bát nước và một cái bát sáp. Sáp kia hôm qua em có đun từ cái lưỡi mèo ra ấy. Thì cái đen đen này là cái phấn hoa nó cháy này, phấn hoa bị cháy ấy. Thì được một chút sáp này thôi. Đấy, thì hôm nay em sẽ làm bằng cái sáp từ lưỡi mèo này nhá. Và tiếp theo là anh em chuẩn bị cho em những cái mảnh tre, những cái mảnh tre anh em cắt thành hình con thoi như thế này nhá. Đấy, cắt thành con thoi như thế này để dán cái này này, dán cái này vào vào cái thang chúa này, để khi anh em mà lấy cái mũ chúa ra, anh em chỉ việc để tay như thế này, để tay như thế này, đẩy một phát như thế này. Đấy, đẩy vòng tròn như này, thế là nó ra, thế là anh em bóc được. Và khi anh em bóc ra thì anh em lấy luôn cái thanh tre này, cái miếng tre này, anh em cắm vào cầu thì nó rất dễ làm nhá. Đấy, thì làm được một cái đàn chúa, làm được một cái cầu chúa nó chất lượng thì anh em trước tiên anh em phải chuẩn bị cho mình một cái đàn ong, nó phải đông quân, với mùa này nó cũng lạnh rồi, muốn làm chúa đạt phải chọn những cái đàn đông quân nhiều chúa non và nhộng, phải nhiều nhộng vít lắp nhé. Thì vì sao lại phải chọn những cái đàn nhiều nhộng vít lắp? Bởi vì cái nhộng vít lắp là cái nhộng nó sắp lở. Thì khi anh em làm chúa đây thì chúa khi anh em cho vào cái đàn đấy, cho cái cầu chúa vào cái đàn đấy khoảng 2 ngày đến 3 ngày là những con nhộng vít lắp đấy nó lở ra. Nó lở ra thì những cái con nhộng, những cái con ong non ấy nó mới mở lở ra được khoảng 1, 2 đến 3 ngày. Thì là những cái lớp mà ong nó tiết ra sữa chúa để nó nuôi cái mũ chúa của mình, nuôi con trùng ở trong mũ chúa của mình nó tốt nhất nhá. Chủ yếu là ong non nó tiết sữa chúa thôi, còn ong già nó không không tiết sữa chúa đâu. Rồi giờ em sẽ gắn cái đế mũ này vào cho anh em xem nhé. Đó đó, em chỉ việc cầm cái này nhúng vào cái sáp đã mình đã đun nóng lên này, nóng chảy lên rồi. Đấy, mình nhúng xong rồi dán vào. Đấy. Xong rồi. 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 Đấy, dán vào như thế này. Đấy, để tẹo nữa mình đúc cái mũ xong mình dán lên cái này. Sau khi mình bóc cái mũ ra ấy, thì mình đẩy cái miếng tre này cái là nó ra cả mũ, nó không bị động đến con chúa, con nhộng chúa bên trong. Rồi em đã dán xong như này rồi nhá. Thì em cũng không có làm nhiều, em chỉ làm có 30 cái thôi. Còn tùy vào anh em sử dụng nhiều thì anh em làm 40 50 cái cũng được, không sao hết. Đấy, nhưng mà em đợt này em chỉ có thay chúa thôi, cho nên là em làm ít, em làm có 30 cái thôi. Rồi thì sau khi đến xong cái công đoạn dán
cái chân gọi là cái đế mũ chúa ấy. Thì giờ đến công đoạn đúc mũ chúa nhá. Đúc mũ chúa trước khi anh em đúc mũ chúa thì anh em phải ngâm trước cái quản chúa này vào nước lạnh. Để khi anh em đúc mũ chúa thì nó sẽ ráo mũ nhá, nó không bị dính cái mũ vào cái đầu cái quản chúa này. Thì cái quản chúa bên em là có hai đầu, một đầu là dành cho ông nội, một đầu là dành cho mũ chúa ông ngoại. Thì cái đầu dành cho ông nội thì bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn. Đấy. Cái quản chúa này thì toàn bộ ở bên em đã mài vào đánh nhẵn cho anh em hết rồi. Anh em về chỉ việc sử dụng thôi, cực kỳ nhẵn luôn. Đấy. Giờ em sẽ đúc cho anh em xem nhé. Đây, anh em chỉ việc nhúng nước này. Đấy nhá. Em nhúng nước này. Rồi nhúng vào sáp. Đấy, lại nhúng ra nước. Đấy. Đấy nhá anh em nhá. Như vậy là em đã có một cái đế mũ chúa rồi nhá. Đấy. 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 Cực kỳ đẹp. Vừa tầm anh em làm thì anh em cũng chỉ lên làm cái mũ nó ngắn thế này thôi nhá. Cái mũ này của em nó rơi vào tầm 6 ly. Chiều cao 6 ly. Đấy. Chỉ tầm 5 6 ly là vừa rồi. Anh em cũng không nên làm cao quá nhá. Mà không nên nhúng dày quá nhá. Cứ anh em cứ nhúng cái mũ này chỉ cần một, nếu mà sáp nóng thì nhúng đến 2 lần, còn sáp mà nó nguội nguội thì anh em chỉ cần nhúng với 1 lần thôi. Đấy. Đấy, giờ em nhúng tiếp nhé. Đấy, nhúng xong là em để cái mũ nó ra cái đĩa này để cho tiện nào. Đúc bằng cái quản chúa này thì cực kỳ nhanh tiện, chấm cái là xong thôi. Đấy. Sau khi anh em đã chuẩn bị xong những cái mũ này rồi thì anh em tiếp tục gắn vào cái thang chúa này nhá. Gắn nhanh lắm. Rồi anh em gắn vào cái đế mũ như thế này thì sau khi anh em mà lấy cái mũ này ra nó cực kỳ dễ dàng, nó không ảnh hưởng gì đến mũ chúa cả. Còn làm sát vào đây luôn, vào vào cái thang chúa này thì sau cắt ra cũng được, nhưng mà cắt ra thì nhiều khi là nó bị hở cái con chúa ấy, là nó hay bị chết. Rồi, em đã dán xong những cái mũ chúa này rồi. Những cái đế mũ này. Đấy. Bây giờ em sẽ đi giới thiệu cái cầu này vào cho cái đàn làm chúa để cho nó dọn qua những cái bên trong của cái mũ này nhá, của cái đế mũ này nhá. Tại bên trong mình làm kiểu gì nó cũng có cái độ thô. Có cái độ thô khi mình nhúng cái quản chúa này xuống sáp này, xuống cái khay sáp của mình ấy.
thì kiểu gì nó cũng có độ thô, thì em giới thiệu vào để cho con ong nó dọn, nó dọn sạch bên trong của cái mụ chúa đi nhá. Rồi sau khoảng thời gian 2 tiếng em giới thiệu ở cái cầu làm chúa này, cái cầu mụ chúa này, em giới thiệu vào trong cái đàn ong làm chúa của em, thì bây giờ em bỏ ra rồi em cho mật vào trong cái đây, em cho mật vào trong mụ chúa này. Đấy. Để mình di chuyển con trùng từ cái cầu nhộng sang đây. Đấy. Để cho cái đàn ong của mình nó nhận cái con trùng này nhá. Thì cho mật vào đây thì để cho nó dính, cho nó giữ được lại cái con nhộng ở trong này, ở trong cái mụ chúa này. Đấy. Bây giờ em sẽ cho lần lượt nhé. Anh em có thể là cho bằng sữa chúa cũng được. Đấy, chứ không cứ phải là bằng mật đâu. Bằng sữa chúa cũng được. Nhưng mà đây là em quên không bỏ sữa chúa từ ở tủ ra. Đấy, cho nên là em không làm bằng sữa chúa đâu. Tiện đây em làm bằng mật luôn. Đấy. Rồi em đã thả mật vào hết các cái đế mũ này rồi. Đấy. Em đã thả mật hết vào đây rồi thì giờ em sẽ đi lựa một cái cầu mà có con ấu trùng 1 đến 2 ngày tuổi, để em thao tác em di chuyển cái con ấu trùng đấy sang bên cái đế mũ này nhá. Rồi giờ em sẽ đây, em đã chọn được một cái đàn để nó đủ nhộng, đủ con ấu trùng 1 đến 3 ngày tuổi. Để em di chuyển nó sang cái mũ chúa này rồi nhá. Thì giờ em sẽ thao tác em di chuyển nó sang đây. Đây em lấy kim di trùng này. Gắp con trùng này cực kỳ nhanh luôn. Gắp bằng cái kim di trùng này thì nó nhanh. Đấy, khi anh em đặt cái con ấu trùng này xuống dưới cái mũ này, anh em chỉ cần đẩy này. Đấy, đẩy nó xuống. Đẩy từ từ nó xuống thế là xuống thôi. Đấy, rất nhanh. Cái di trùng bằng cái kim di trùng này thì nó hạn chế được cái hiện tượng là bị sát trùng. Di trùng này mà bị sát trùng ấy là nó sẽ chết cái con ấu trùng đấy ngay. Để em gắp thêm một con nữa cho anh em xem nhé. Đây, gắp cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Đấy, đây là em chỉ có một mình em tự vừa làm vừa quay cho nên là nó không được nét cho lắm, không được rõ cho lắm. Đấy, con ấu trùng này bé tí này. Đấy, anh em phải đặt xuống. Rồi đây em đã thao tác di chuyển con ấu trùng sang bên cái mũ chúa này xong rồi nhá. Đấy, giờ em sẽ đi thả nó vào cái đàn đã mất chúa ấy. Đấy, thả nó vào cái đàn đã mất chúa để cho nó lui nhá. Đây thì anh em đã di trùng xong rồi thì anh em xoay dốc nó lại, xoay xuôi nó lại theo cái hướng cầu của nó nhá. Đấy, rồi anh em đặt vào, vậy là xong thôi. Rồi thì đây là cái đàn em làm chúa này. Đây cho các bác xem, đây là cái đàn em làm chúa này. Cũng không cần phải đông quân lắm đâu.
Quân chỉ gọi là tràn ván ngăn là được rồi. Quân chỉ cần yêu cầu là nhộng này, nhiều nhộng vít lắp này, Quân phủ nó tràn ra ngoài ván ngăn để giữ ấm cho cái đàn ong này là được rồi, giữ ấm cho những cái mũ mình làm ấy, làm mũ chúa đấy là được rồi. Rồi giờ em sẽ cho cái cầu này cầu chúa này vào nhá. Rồi thì vừa rồi em cũng có chia sẻ qua cho tới anh em một chút về cái kỹ thuật tạo cái mũ chúa. Rồi hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo của em. Xin chào tất cả anh em.